Cập nhật chiến sự Nga-Ukraine mới nhất ngày 27 tháng 8 Nga không dám tấn công mạnh vào Kursk vì sợ tự bắn vào chân mình Nga chấp nhận đối vùng Kursk để chiếm Poprov miền đông Ukraine Cần cảnh tên lửa hành trình Nga bị lính Ukraine bắn hạ bằng súng máy ở vùng Lviv. Ukraine trút đòn thu, ô vào lãnh thổ Nga Hàng chục vùng của Nga rung chuyển trong đêm Sân bay ở miền Nam nước Nga tê liệt sau đoạn tấn công của Ukraine Tu-22 của Nga sắp tuyệt chủng Và ngay sau đây là nội dung chi tiết Nga không dám tấn công mạnh vào Kursk vì sợ tự bắn vào chân mình Vâng kính thưa quý vị, Nga hầu như không sử dụng một trong những vũ khí tốt nhất của mình chống lại lực lượng Ukraine ở Kurs vì họ sợ tự bắn vào mình, chuyên gia quân sự cho biết. Một chuyên gia chiến lược quân sự cho biết, Nga không thể tận dụng hoàn toàn một trong những vũ khí hiệu quả nhất của mình chống lại lực lượng Ukraine đang tiến vào lãnh thổ của mình, có khả năng là do các hệ thống của Nga không đủ tốt để xâm lược rằng nó sẽ không tự bắn mình, Ông nói, trong khi đó Nga đã ngày càng bắn nhiều bom lượng vào lãnh thổ Ukraine. Những quả bom lượng này được trang bị hệ thống dẫn đường cho phép chúng được phóng từ máy bay phản lực ở khoảng cách xa, chúng rất khó bị bắn chặn lại. Và Nga đã chế tạo chúng mạnh hơn với mẫu mới nhất của họ nặng 3 tấn. Nhưng Nga đã không sử dụng những quả bom này ở khu vực Kurs. Mark Kansin, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết. Nga chưa từng thấy cho thấy sử dụng nhiều sức mạnh không quân hoặc bom lượng chống lại lực lượng Ukraine ở Kursk. Ông nói, tôi nghĩ đó là sự phản ánh của một hệ thống kiểm soát không lưu yếu. Ông nói thêm, trong khi mỹ và nato có những cơ chế rất tinh vi và một hệ thống rất phức tạp được đào tạo bài bản giữa máy bay và trung tâm kiểm soát để xâm lược chúng không bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào của phe ta thì nga lại không như vậy ông kansen nhận định mỹ khá giỏi về điều đó nhưng người nga thì không kansen nói rằng nga có thể sử dụng nhiều bom lượng ở ukraine vì mặt trận là tỉnh và hầu như không di chuyển do đó nga có thể thoát khỏi hệ thống kiểm soát yếu hơn và ít gây ra thiệt hại ngoài ý muốn hơn. Ông nói rằng sự thần trọng tương đối của Nga ở Kurs là sự phản ánh của sự bất lực, sự yếu kém của họ trong việc sử dụng không quân để hỗ trợ lực lượng mặt đất. Nga chấp nhận đối vùng Kurs để chiếm Poprov, miền đông Ukraine. Nếu Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine hy vọng rằng cuộc xâm lược khu vực Kursk sẽ giảm bớt áp lực lên lực lượng vũ trang ở mặt trận phía đông, thì quyết định của Liên bang Nga có lẽ đã khiến họ thất vọng. Như Forbes đưa tin, quân đội Nga đã ném những lính nghĩa vụ trẻ và được huấn luyện kém vào Kursk, chấp nhận rủi ro ngay trong lãnh thổ của mình để củng cố về mặt trận phía đông. Forbes nhấn mạnh rằng, về bản chất, Nga đang đổi Kursk lấy một phần miền đông Ukraine, Ukraine đang đổi một phần phía đông lấy Kursk. Liệu có bất kỳ sự thỏa hiệp nào có đáng hay không, thì đó là một câu hỏi chính trị không có câu trả lời dễ dàng cho cả hai bên. Hiện tại thì Nga tiếp tục vào khu vực Poprov. Vào thứ hai, bộ binh của họ đã tiến vào Novo Novohradivka và thậm chí còn dùng súng phóng lựu bắn một xe tăng Ukraine. Pokrov nằm gần các tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine tới phía tây Donetsk. Theo Forbes, ngay cả lữ đoàn cơ giới số 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine với vài chục xe tăng M1 Abrams còn sống sót cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của kẻ thù. Theo nhóm tình báo chiến tranh, nếu có bất kỳ hy vọng nào cho những người bảo vệ thành phố, thì đó chính là tổn thất đáng kể của Nga đang đè nặng lên những người chiếm đóng. Trung tâm chiến lược quốc phòng Ukraine cho hay, theo hướng bốc rút, kẻ thù bắt đầu cảm thấy thiếu nguồn lực, số hướng tấn công trước đó đã giảm từ 7 xuống còn 3 trong 2 tuần tuy nhiên ngay cả việc tiến chậm cũng nguy hiểm khi tiền tuyến đến pokrov ấn phẩm này tin rằng nếu điều này dẫn đến sự sụp đổ rộng rãi hơn của hệ thống phòng thủ ukraine ở phía đông kiev có thể hối tiếc về việc bắt đầu chiến dịch kurs trước đây nhà phân tích roman Pohorily của Deep State đã tuyên bố rằng tình hình ở khu vực pokrov rất khó khăn và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Theo dữ liệu mới nhất, kẻ thù đã tiến gần Novo Torres, Mikhail ở Kostiantinipka, Novogrodipka và Zalizny theo hướng Bokrovsky, Kura Khipka và Torres của vùng Donetsk, Seki Sekoski, sĩ quan của lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa độc lập số 59 được đặt theo tên Ikov Hanziak của lực lượng vũ trang Ukraine, đã nói về tình hình ở vùng Poprov. Tôi biết nhiều hơn, tôi sẽ nói ít hơn. Chúng ta có thể tạo ra một bức tranh rất đẹp. Nếu mọi việc diễn ra như bình thường, thì kẻ thù có thể gặp phải một số bất ngờ nó là rất rất tồi tệ đối với họ và một điều rất tốt cho chúng ta, ông hứa. Cận cảnh tên lửa hành trình Nga bị lính Ukraine bắn hạ bằng súng máy ở vùng Lviv. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 8, trong một cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine, các xạ thủ phòng không đã bắn hạ một tên lửa hành trình tại ngã 3 vùng ba vùng Joanka, Patian và Lviv. Vào ngày 26 tháng 8, Điện Kremlin đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử. Ít nhất 3 người chết và tình trạng nghiêm trọng trong hệ thống năng lượng của Ukraine đã được biết đến. Cơ quan báo chí của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa báo cáo về số lượng tên lửa và máy bay không người lái bị bắn rơi vì cảnh báo không kích vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, được biết, một tên lửa hành trình đã bị bắn hạ ở Tây Ukraine bằng súng máy. Một đoạn video video đã được đăng trên mạng xã hội bởi người đứng đầu chính quyền vùng Transcapatian, Victor Mikita. Chiếu thích về đoạn video cho biết, tên lửa của Nga đã bị phá hủy bởi một nhóm xạ thủ cơ động thuộc tiểu đoàn súng máy phòng không sinh biệt số 650 của lực lượng vũ trang Ukraine hãng tin CNN trích dẫn tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine vào ngày 26 tháng 8 cho biết, ít nhất hàng chục tên lửa và UAV đã nhắm vào nhiều khu vực trên khắp quốc gia này, trong đó bao gồm thủ đô Kiev và thành phố cảng Odessa ở phía nam. Ukraine trút đòn thu, Oa à vào lãnh thổ Nga, hàng chục vùng của Nga xung chuyển trong đêm. Thưa quý vị, ít nhất 10 khu vực của Nga đang bị tấn công. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự ở Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong đêm ít nhất 30 UAV đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga. Bộ này cho biết, 9 UAV đã bị bắn hạ trên lãnh thổ vùng Saratov, 3 UAV trên lãnh thổ vùng Kurs và 2 UAV trên lãnh thổ các vùng Ben-Gorod và Brian và Tula và một uav bị phá hủy trên lãnh thổ các vùng orel và riazan người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở tỉnh saratov Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine không chỉ nhắm vào sân bay Gagarin mà còn cả vào hai thành phố Saratov và Enkos trong tỉnh Saratov ở miền nam nước Nga, làm nhiều người bị thương. Theo đó, ngày 26 tháng 8, Ukraine đã tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào sân bay Gagarin tại tỉnh Saratov, miền nam của nước Nga. Cuộc tấn công không chỉ nhắm vào sân bay mà còn cả hai thành phố Saratov và Enkos trong tỉnh. Một số UAV đã bị bắn hạ, một số khác bay chệt mục tiêu và đâm vào một tòa nhà cao ốc ở Engels. Thông đốc Roman Busakin xác nhận mảnh vỡ UAV bị bắn hạ đã rơi trúng khu dân cư ở Saratov và Engels, khiến cho bốn người bị thương, trong đó có một người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bộ quốc phòng nga tuyên bố đã tiêu diệt chính UAV trong đêm tại khu vực Saratov. Trong khi đó, theo thông đốc của vùng Benkovsk là Vyacheslav Gladkov cho biết. Trong 24 giờ qua, khu vực này đã hứng chịu một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích của Ukraine, nhà ở, xe cộ và các cơ sở dân sự bị hư hại trên khắp hàng chục thị trấn và làng mạc. Thống đốc khu vực Yaroslav của Nga Mikhail Yevrayev cho biết, một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở thành phố Yaroslav vào sáng 26 tháng 8. Reuters đưa tin thống đốc khu vực Yaroslav của của Nga là Mikhail Yevrayev cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở thành phố Yaroslav vào sáng 26 tháng 8. Yaroslav nằm ở phía đông bắc Moscow, cách thủ đô khoảng 250 km, và đây là một trong những cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xâm lược bùng phát. Theo thống đốc Yevrayev, hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tấn công. Sân bay ở miền Nam nước Nga tê liệt sau đoạn tấn công của Ukraine. Thưa quý vị, tại Nga, sân bay Kakarin tại tỉnh Saratov của miền Nam nước Nga đã tạm ngừng hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Vào trạng sáng ngày 26 tháng 8, thông báo từ Ban Quản lý sân bay cho biết mà hoạt động cất và hạ cánh từ sân bay này đã bị đình chỉ, trong đó chuyến bay FV-6490 của hãng Rossiya Airlines đến Moscow, sân bay Sere Medjevo bị hoãn vô thời hạn. Hành khách được khuyến cáo theo dõi thông tin cập nhật trên bản điện tử và trang web chính thức của sân bay. Ngoài sân bay Kakarin, thành phố Saratov và Engels trong tỉnh cũng bị tấn công bằng UAV thống đốc Roman Bushakin xác nhận mạnh vỡ UAV bị bắn hạ đã rơi trúng khu dân cư ở Saratov và Engels khiến cho bốn người bị thương trong đó có một phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch cũng trong ngày 26 tháng 8 trang mạng quân sự nga đưa tin đã phát hiện ba đám cháy lớn tại khu vực giàn khoan dầu Boykorex ở phía đông biển đen hình ảnh ghi nhận các đám cháy tại vị trí được xác định là giàn khoan dầu khí Hiện lực lượng chức năng đang xác định mức độ thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy, tuy nhiên cho biết vụ việc có thể ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi đó, qua kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tăng cường tên lửa và pháo cho vùng Kursk. Kể từ khi bị tấn công ngày 6 tháng 8 tới nay, thì khu vực này đã gửi tất cả 21 yêu cầu hỗ trợ phương tiện bảo vệ biên giới và đều đáp ứng 19 yêu cầu. Theo các nguồn tin quân sự của Nga, các nhóm quân lớn của Ukraine vẫn hiện diện ở các tỉnh Sumy và Chernigov giáp biên giới với Nga, với quân số có thể lên tới 20.000 đến 30.000 người. Tu-22 của Nga sắp tuyệt chủng Thưa quý vị, nhiều thập kỷ qua, Nga đã không tạo ra thêm chiếc Tu-22 nào. Trong khi đó, những tổn thất do cuộc chiến gây ra ngày càng cao, khiến Tu-22 ngày càng ít đi. Việc mất đi những chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 được xem là tổn thất không nhỏ đối với quân đội Nga bởi vì đây là những chiếc máy bay ném bom uy lực còn sót lại từ thời Liên Xô. Sau khi mất một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 ở tỉnh Icos vào ngày 15 tháng 8, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là mỗi năm Nga sản xuất được bao nhiêu oanh tạc cơ loại này và hiện tại lực lượng không quân Nga còn lại bao nhiêu chiếc? Tổn thất của Tu-22 theo thống kê trụng thất của Tu-22M3, không chỉ do thảm họa tai nạn, mà còn do các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine gây ra. Cụ thể như sau, một chiếc bị hệ thống tên lửa phòng không S-200 bắn rơi vào ngày 19 tháng 4, hai chiếc bị máy bay không người lái tầm xa tấn công làm hư hại tại căn cứ không quân Olenya vào ngày 25 tháng 7, một chiếc bị phá hủy, hai chiếc hư hại tại căn cứ không quân Sonti trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 19 tháng Tháng 8 năm 2023, ba chiếc bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa tại căn cứ không quân Diak Gilevo ngày 5 tháng 12 năm 2022. Một chi tiết đáng quan tâm là việc sửa chữa những chiếc máy bay Tu-22M3 bị hư hỏng lại là một vấn đề cực kỳ khó khăn do tuổi thọ của những chiếc Tu-22M này đã quá cao, nhiều chiếc đã hết niên hạn sử dụng từ lâu. Và cần phải nói thêm rằng, nhiều thập kỷ vừa qua, Nga đã không sản xuất thêm chiếc oanh tạc cơ Tu-22M ở bất kỳ biến thể nào. Chiếc Tu-22M3 cuối cùng được sản xuất là vào năm 1993, nguồn dự trữ duy nhất còn lại mà Nga có thể sử dụng là 6 chiếc máy bay đã nằm ngoài trời trong khoảng 30 năm. Ngoài ra Nga có thể cố gắng khôi phục một số khung máy bay Tu-22 đã ngừng hoạt động và đang được cất giữ trong kho, nhưng vấn đề chính đối với Nga là họ không còn động cơ máy bay phản lực cánh quạt N. K-25 cho tu 22M3 nữa bởi vì từ năm 1996, Nga đã ngừng sản xuất động cơ này. Điều đó có nghĩa là để khôi phục dòng máy bay tu 22M3 thì Nga phải giải quyết được bài toán về động cơ. Và đó là lý do tại sao Nga muốn lắp động cơ NK-32 từ máy bay ném bom hạng nặng chiến lược Tu-160 cho máy bay Tu-22M-3M phiên bản hiện đại hóa. Việc sản xuất động cơ phiên bản NK-3202 đã đã được nối lại vào năm 2016 nhưng vẫn có thông tin về việc lắp đặt các động cơ này trên Tu-22M3M, chương trình hiện đại hóa Tu-22 lên phiên bản M3M sẽ nâng cấp 80% thiết bị điện tử trên máy bay, mở rộng khả năng mang vũ khí và bổ sung thêm khoang tiếp nhiên liệu trên không, nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ của máy bay thêm khoảng 10 năm nữa. Tuy vậy, tiến độ hiện đại hóa diễn ra rất chậm chạp, đến nay mới chỉ có hai chiếc Tu-22M3M được thông báo là đã hoàn thành. Ngoài ra, điều cần lưu ý là Nga chỉ mới gửi tối đa là 30 máy bay Tu-22M3 để hiện đại hóa thành biến thể Tu-22M3M, do đó mỗi lần mất một chiếc Tu-22M3 được xem là tổn thất lớn đối với Nga. Máy bay mới chưa sản xuất được, và tất cả những gì mà Nga có thể làm là lúc này Phục chế lại những gì còn sót lại từ thời Liên Xô, đồng thời thì Nga cũng chưa có một loại máy bay ném bom mới nào được phát triển để thay thế cho Tu-22. Theo Military Balance, tính đến giữa năm 2023, lực lượng không quân vũ trụ Nga có khoảng 57 chiếc Tu-22M3 được vận hành bởi các trung đoàn không quân 200, 52 và 40 tại các căn cứ không quân là Belaya, Shaykovka và Olenya từ những số liệu thống kê có thể thấy rằng lực lượng không quân nga đã mất ít nhất hai chiếc Tu-22M3 và một số chiếc bị hư hỏng nhưng trên thực tế con số này có thể còn nhiều hơn thế nữa vì không phải tất cả các máy bay Tu-22M3 của nga đều ở trong tình trạng hoạt động tốt cụ thể là những phi vụ xuất kích của Tu-22 trong thời gian gần đây đã giảm xuống rất nhiều so với thời gian đầu của cuộc xâm lược và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.